Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Thực khách bá đạo, ứng tác hát não. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên hệ thống MyClip, mạng xã hội video nơi chia sẻ, đăng tải và bình luận những video clip đặc sắc hấp dẫn mỗi ngày. Và đồng thời cũng phát trên kênh YouTube MCV Media vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần. Lần này Dương Thanh Vàng và Hải Triều gặp lại tất cả mọi người ở một cái chủ đề cũng là khá là dễ thương, đang là nóng bỏng của xã hội hiện nay đó. Không phải xã hội hiện nay không, mà tất cả các xã hội luôn luôn có sự so sánh giữa con nhà mình và con nhà người ta. Từ cái thời của Vàng còn nhỏ hay là trước thời của Vàng thì tất cả mọi người đều kể qua là những đứa trẻ đều có cái tuổi thơ là thường ít nhất phải có một lần bị so sánh với con nhà người ta và cái nhân vật con nhà người ta đó. Còn nhỏ là một cái nhân vật trong truyền thuyết, con nhà người ta là một cái thứ gì đó nó rất là cao siêu, vừa giỏi nè, vừa ngoan nè, vừa đẹp nè. Lúc ăn cơm đi, Vàng ăn miếng hay không không nè, nhỏ bên đây nó ăn dỗ dữ lắm nghe chưa. Từ nhỏ đến lớn không biết con nhỏ đó là nhỏ nào, tại vì cả xóm là toàn là con trai không. Còn có một cái giai đoạn mà Vàng nhớ là năm tháng năm lớp 4 hay lớp 5 gì đó, lúc đó là Vàng còn nhỏ lắm, không có biết gì đó cho nên đâu có học tốt được. Thường thường chỉ học sinh trung bình thôi, có một năm gọi là trung bình kém. Thì mẹ em đó, học cái gì mà trung bình kém mày do con người ta kìa. Cái chủ đề này bây giờ là mình gọi là cái chủ đề con người ta là được hết á. Giống như so sánh, và cái chủ đề là bây giờ chúng ta đi tìm người bí ẩn, con người ta là nhân vật nào. Không biết là lát nữa thì vị khách mời của chúng ta tới đây, tới với thực khách bá đạo, thì không biết là ứng tác hát não của anh ta có lột tả được những cái quan điểm cá nhân được của anh ta hay không. Chúng ta sẽ đến với vị khách mời tiếp theo, đó là B-Mark. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Vimas. Cũng chưa biết phải chuẩn bị gì, coi như là mình cảm thấy rất là thoải mái luôn á. Bộ đồ này thì anh đoán anh sẽ là một người công sở, làm việc trong ngành văn phòng. Và cái màu tối này thì chắc mình nghĩ mình sẽ là nhân viên thôi, chứ làm sếp thì sẽ khá khác. Với lại nửa trái tim tình yêu là mình vẫn chưa biết gì, hồi nãy cái anh Tâm make up và nói thôi kệ anh đi, anh làm gì kệ anh đi, thì đó là anh vẽ cho mình được một cái trái tim lên trên đôi bàn tay này. Mình cũng hy vọng mình cũng sẽ ứng diễn được cho nó có cái gì đó gọi bật nơ với nhau, thì tình huống cũng sẽ vui và thú vị hơn. Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, tuổi đàn 18. Ê, bé này 18 tuổi được nè, hợp với con. Nhỏ này dễ thương hơn. Lựa con bé này, từ ngày mà có cái speed couple này, lựa con dâu dễ như là ăn cháo vậy. Cái gì ghê vậy? Con ơi, có sao không con? Mày đâu, mày bay bay nhảy mà trên trời mày rớt xuống vậy? Không biết sao tự nhiên đang đi cái xé đem cái choàng, cái tỉnh vậy nằm đây luôn. Rớt một cái lớp quá nặng luôn, có sao không? đầu cổ có sao không? Vô ngồi, ăn gì uống gì? Hủ tiếu bò kho, không bò đừng kho lấy bò sạc. Hủ tiếu bò kho, hả? Không bò lấy bò sạc. Nó lạ lùng vậy ta, tự nhiên trên trời trên đất nó rớt xuống trời. Ủa, cái chổi bình thường để đây rồi ra bước tiêu rồi tiếp. À đây. Thôi kệ nó đi đó, cái chuyện đó của bác, là chuyện trong nhà trong cửa của bác. Trời ơi, chuyện nào cũng của con mà. Tiến ngồi chơi. Tía ngồi chơi là sao? Chắc bị nhức đầu quá, mới nãy té đó. Đầu óc còn tỉnh táo không? Nói gì vậy con? Đúng là món bò kho khi xưa mà, chỉ có quán này mới có thôi. Ngồi ăn nghe. À, rồi kêu gì á, nói với tôi. Con tôi đi phỏng vấn là con mình tôi bán ở nhà cho nên lu bu nhiều. Ây da! Cái này là cái gì? Bò. Thịt bò. Ờ.
mềm dữ vậy. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ăn đó. Từ ngày mà tí mất là không ăn được. Tội quá ha. Là Tường con mồ côi hả? Không, bạn mới chết. Tí mới chết khoảng 2 năm nay mà. Gì vậy mày? Đau quá, giống như té rồi nó chạm dây thần kinh hay gì chứ. Thôi ráng ăn đi con, ăn lẹ lẹ đi rồi bác đưa mày đi bệnh viện chứ không gì chân. Không không không, con ở đây chứ đâu đi bệnh viện đâu. Không, ở đây. Vô. Lẹ. Thử cái gì? Vô đó đó. Dạ cảm ơn. Vô đây dạ. nó đau tù cho nó bay, tù nóc nhà nó bay. Nhưng cầm tiền rồi, không đuổi được. Dạ đúng rồi, ai chứ trả tiền mình là con làm bên dịch vụ mà. Ai đưa tiền con là con phục vụ à, dạ không đuổi, dạ không đuổi. Nó đang nó kêu quá trời đồ ăn. Bộ nói gì làm nhảm nó giờ. Tí mới nói làm nhảm á trời, tự nhiên bây giờ ba người không nói chuyện nhau nghe tự nhiên. Dạ. Chuyện đi con. Thì có tiền chú bán ăn đồ ăn người ta xuống người ta trả hết đồ ăn cho chú thì chú phải vui chứ sao chú gì. Ủa chú gì? Dạ, chú đó đó. Ba mày mà. Ủa tại vì thường thường ở nhà kêu là chú ba. Mắc kìa chú ba. Mày với mày kêu bà chú ba. Ra đây. Con với cái như vậy là không có được rồi. Nè cái nĩa nè, đâm nó chết đi. Ba tên ba mà cái này, cái thằng này không ổn nha. Đúng không ba? Vô nhà nó làm xào xáo gia đình mình con. Không có xào xáo, cái này là kết nối gia đình để thử coi tình cha con á nó cao cả thiêng liêng hơn không. Ăn đi, mày nói cái gì người ta không có hiểu. Con ngồi xuống đây. Mày ba giữ tiền đi. Sao? Con giữ đi. Sao? Đúng rồi, 5 triệu. Ê, nó đưa 5 triệu bạc có khi nào hồi nó cái đầu óc nó không bình thường á. Cái người ta du vô mình tội lừa đảo tiền bạc không? Không, con đưa là con không du. Tiền con không thiếu. Công nhận anh có điều kiện anh mặc đồ nhìn khác liền ha. Trời ơi, sặc sỡ hơn quán mình luôn á chứ. Là phỏng vấn sao? Dạ phỏng vấn có công ty nhận rồi. Dạ đúng rồi đó, nói đúng rồi đó, có công ty nhận rồi. Sáng là con đi người ta nhận con rồi nhưng mà phải thử việc chắc cả tháng nữa rồi mới được nhận. Ngày mai thử liền. À dạ, là thử việc hôm nay luôn rồi đó. Là con đi xong rồi về mai con vô nhận làm việc chính thức luôn. Đúng. Làm sao? Là mày đi phỏng vấn hay là thằng quỷ trên kia đi phỏng vấn? Dạ phỏng vấn xong biết hết trơn hết trọi rồi chắc ông đứng ông theo dõi con từ trễn hay sao á. Sao mày đậu vậy? Thì tôi cũng biết. Mà mày chắc mày đậu không? Đậu 5 triệu rưỡi một tháng trời ơi. Dạ đậu năm đó ổng biết luôn. Chắc ổng phát lương thôi sao. Ủa sao lương tháng thì có 5 triệu rưỡi bạc vậy? Dạ, dạ con mới thử việc mà. Bây giờ con chú á đi vô ông đó được ta nhận là mừng rồi. Khoan điện thoại tao tới. Alo. Alo, tôi bên phòng nhân sự đây. Tôi báo là em Khoa được nhận vào công ty của mình làm rồi nha. Ê Khoa. Dạ. Con cho số điện thoại cái phòng nhân sự nhân ơ gì đó gọi đây hả? Dạ đúng rồi, ủa gọi ba. Ủa sao mà lấy số điện thoại con? Thì con đứa số 3 phải sáng điện thoại con quên sạc hết đi mà. Nói chuyện với người ta đi. Dạ. Dạ em, alo anh, em hồi sáng, người sáng nè anh ơi. Bây giờ mình sắp xếp là ngày mai mình lên công ty để mình nhận việc cho em. Cảm ơn em. À dạ cảm ơn anh. Nè nói nghe nè, con không biết chừng nào bắt mất nữa đó. Gì ghê vậy? Đi. Bác sẽ tới năm 2030. Bác sẽ tỉnh. Chết mẹ á, mày biết tao không nè. Con đã tỉnh mà. Hồi ba. Biết vậy con chụp cái bàn thờ cho bác coi chứ. Mày ở đâu tới là mày chù tao 6 năm nữa, tao chù tao 8 chù, năm nữa. Con nói vậy là đúng chứ không có chù. Mày làm gì? Mày đâu tới mà mày nói 8 năm nữa mày nói coi nãy giờ mày coi như thầy là mày vòng vòng. Thôi xá. Thầy coi giùm con quẻ coi là tương lai vận hạn còn sao. Số con cầm tiền thì ít mà cầm gì? Cầm mấy cái dĩa mì thì nhiều cũng đúng. Đúng, trên cái lòng bàn tay nó hiện rõ hết nè. Chú là một con người bề ngoài dễ dãi, bên trong khó khăn với con cái, đúng không? Đúng. Hôm nay ba cho con nói thiệt đi, có những bữa ba đem đồ ăn mặn bà cố luôn mà ba nấu là con phải ăn. Thấy chưa, cái đường này á là người ta cho biết rằng những người mà ăn đồ của chú á là bị tăng xong. Thấy không? Hay quá thầy. Đó. Không có học hành bà gì đâu mà ấy. Bán tiệm mì này là mừng thấy bà. Đúng rồi, trong bàn tay chú có luôn.
Bây giờ theo con coi đó nha, con của chú á, nó chịu ảnh hưởng rất nhiều từ chú. Mày dữ à? Ủa chứ là con tôi chịu ảnh hưởng từ ai ba? Không hả, ý là cái số mệnh á, chú xen vào cái số mệnh của nó quá nhiều đây nè, cái bàn tay nè. Thí dụ bây giờ con chó nó đang đi đường thẳng, chú không, chú bẻ đường zig zag. Con mẹ nói chú thấy kỳ không? Chú còn một ước mơ to lớn khác nhưng chú chôn sâu vào trong lòng rồi, đúng chưa? Không có. Hê, đưa coi. Đây là cái gì? Cũng là vì ngày xưa người lớn chen vô cuộc đời của chú, cho nên bây giờ chú mới bán mì như vậy nè. Đừng có dụ tôi. Tôi biết rồi. Thì đã hai đứa bay thông đồng với nhau đúng chưa? Hồi nãy thằng kia đi về đi phỏng vấn xong bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc, lương tháng bao nhiêu, nói cho nọ biết. Cái này vô làm thầy bói, cái bói là cho ba, cái khuyên ba cho mày đi học nhạc, rồi khuyên ba cho mày đi học trường làm ca sĩ rồi đúng không? Không bao giờ. Con công nhận là ba hay thiệt nha, đỉnh thiệt luôn á, nói sai không à. Con có biết cái gì đâu, con có biết đúng rồi. Con nói một lần nữa, thằng kia ăn lẹ rồi biến liền, không có nói nhiều, bây giờ tao phải đi khoe. Con mẹ chính hôm gà bà khoe hay khoe, nói là con bả là tài giỏi, chờ con bả là giờ nhất trong xóm này. Ha, bây giờ con tao mới nhất trong xóm này. Bà chính ơi, thằng con tôi nó được 5 triệu rưỡi lương khởi điểm rồi. Nè coi nè, đi rồi một chút xíu té nè, cho coi. Ôi, thấy chưa, tôi nói đúng hay không? Rồi sao anh, ai biết, anh biết hết trơn á trời vậy? Trời ơi, thôi bây giờ ngồi đây, ngồi xuống đây. Có đúng là ai kia lén cha lén mẹ đi học đờn học hát đúng chưa? Đúng. Đúng rồi. Rồi ai kia lại có một cái mục ruồi dưới đít đúng chưa? Ơi, giờ tôi tắm đúng không? Tôi mới cái này là đầu tiên luôn á. Ơi anh có bói thuộc thì thật được thiệt á hả? Bói đâu mà bói, biết cái gì đâu mà bói. Chứ sao anh nói mấy cái điều mà... Bởi vì tôi là người đến từ tương lai. Tôi chính là anh 8 năm. Cái gì? Anh là tôi của 8 năm nữa. Đúng, thấy khác không? Có vẻ phò thẩm mỹ chút đỉnh. Sao tôi biến hình kỳ vậy ta? Mà thiệt không? Sao mà tin được anh này hay? Trời ơi, thời đại giờ mà làm gì có cái vụ mà tôi... Công ty làm việc hôm nay là công ty đi xin gì? Công ty về bên cơ khí. Đó, đúng rồi. Trách nhiệm hữu hạn cơ khí hóa nông thôn. Đúng chưa? Ông giám đốc tin gì? Ông giám đốc tin Đỗ Quang Minh. Đỗ Quang Minh, đó. Phó giám đốc tin gì? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chưa, cái này mới ghê, dễ sợ. Có bạn gái chưa? Chưa đúng không? Chưa. Nhưng có để ý con thấm địa. Đúng không? Ngoài mặt thì hết ghê. Nói ghê như mê người ta, đúng chưa? Thì nó ghê thiệt cổ. 8 năm một mối tình. Tôi sao có cái chuyện đó được ta, làm sao tay mình. Dạ đây. Ủa các bạn của tôi mà. Mà 8 năm sau nó cấp cái này luôn hả? 8 năm sau cái này là cho anh coi thôi à. Cái thẻ cũ à. Còn bây giờ là cái mã vạch, thấy mã vạch đúng không? Ờ à. Thấy chưa? Một trái tim đôi. Một trái tim. Tim tình yêu. Ê, có thằng thăm giống tôi luôn. Ủa cái này cái bớt chứ. Cái bớt. Đó thì bớt dung. Ủa mà sao bớt tôi màu hồng, bớt nó màu đen? Lúc này anh còn tra con trai. À. Lúc này tôi đồn đàn ông rồi. À, là bị thăm lại. Ừ. Ồ. Trong 8 năm nay là tôi cứ dằn vặt chính bản thân mình. Rồi không biết sao ngủ như vậy. Đêm tự nhiên tượng trời rớt xuống về cái cảnh xưa nghĩa cũ này luôn. Cái lúc mà ba gần mất, ba mới xin lỗi. Là ngày xưa tới giờ ép con để theo ý của ba. Tất cả mọi người buồn. Công danh sự nghiệp của mình, tương lai của mình vẫn như vậy. Đây, sau này sẽ trở thành bãi giữ xe, không còn là cái quán thực khách bá đạo của mình nữa. Tôi nhắc anh, làm cái gì làm thì chúng ta phải biết giữ lại niềm đam mê và cảm nhận đó là con đường chính thống của mình hay không. Và mình phải khuyên ba để ba cho mình đi. Chứ đây, theo hướng ba, lương vẫn 5 triệu rưỡi một tháng. Chưa kể con thấm điệu nó còn đi lấy chồng. Vậy bây giờ tôi phải dùng lên. Đúng. Tôi phải đấu tranh. Đúng. Tôi phải đấu tranh vì cuộc sống của tôi. Đúng. Khuyên răng ba mẹ à. Cho biết được để làm gì. Chúng ta tiếp tục sẽ sống với đam mê của mình. Đang bụi không luôn hả? Còn nhớ đờn không? Nhớ. Đờn nghe thử chơi.
là lâu quá không? Hát cái bài mà hồi đó mình thích nhớ không? À cái bài mà định định cua cua. Đúng rồi. À nhớ rồi. Cái bài là khi đôi môi em còn đỏ mộng, anh muốn nói anh yêu em. Khi men còn trong hơi thở thì lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hay hay, em nói em say tiếng đàn. Ê, vậy lại gần hôn anh đi. Khổ máu với bà liền đó mà tính không? Trời đất ơi, bà từng có tưởng con bà là hay, con tôi mới nhất nè bà. Nó mới làm vài bữa, vài tháng sau đi, nó lên 100 triệu luôn cho bà coi. Sao vậy bà? Ôi, qua bà xong rồi cái bà nói con bà giờ lương cũng mới làm công ty gì đó mà công ty nước ngoài. Hồi xong lương tháng 10 mười mấy triệu. Ba. Ngon. Ba, con có chuyện này muốn nói với ba nè. Ba cũng có chuyện này nói với con nè, ba nói trước cái đã. Dạ. Nếu mà nhắm công ty này lương khởi điểm nó không cao á. Dạ. Mày chuyển công ty khác mà làm cho ba. Cũng y vậy à. Không mà. Vậy đó. Con đi xin hoài con biết mà trời. Tối ngày cứ ép đi hoài á thì cái mặt mày xin ai mà cho á. Con tao nó sáng láng. Ba đừng chửi bên đó, con bên đây ê lắm, đừng chửi. Liên quan gì mày? Bây giờ là con phải tìm một công ty nào mà làm rạng rỡ cái gia đình mình. Chứ con thấy không, con nhà người ta đứa này có xe hơi, có xe máy, còn đứa kia nó làm 2-3 công ty, đứa nọ là bây giờ con vẫn đi xe buýt á. Mày xe buýt phải rồi, cái mặt mày bừng. Thì thật sự bạn nói đến từ tương lai á ba. Nó là con của tương lai á ba. Về ba coi cái giấy chứng minh đi, ngay cả cái nốt ruồi nó nằm ở trong đây của con nè, chỉ có ba mẹ biết thôi nha. Thôi thôi, mà bên đó cũng biết luôn, bên đây hồng nè, bên đó thăm lè. Sao mà cái mắt ta đẻ mày ra sao mà thờ đẹp cái mặt vô cô quá vậy? Không biết. Không, không, bà về sắc đẹp nữa. Thật sự á thì hôm nay con được về đây á con rất là vui khi mà thấy lại được cái quán này nè của mình. Là con đi làm giống như Khoa anh nè, mà đi làm công ty có 5 triệu rưỡi một tháng thôi. Lúc tía nằm xuống một cái con đâu có đủ khả năng mà con gầy dựng cái quán nữa. Bây giờ cái quán á như cái bãi giữ xe vậy đó. Ủa làm sao? Thì... Là mày là con tao hả? Dạ đúng rồi. Thì mày là ai? Là con của ba luôn, nhưng mà đây là con của ba 8 năm sau. Còn con là bây giờ. Thì 8 năm sau coi như tao chết rồi đi. Thì bây giờ mày phải ráng làm. Mày phải ráng vô công ty đó mày làm thiệt là giỏi. Thì mày lên chức giám đốc cho tao. Con nói thiệt với tía là ngày hôm nay con đi xin công việc á, tất cả là vì tía hết. Con đâu có thích làm công việc này đâu. Ủa làm sao? Thì con người ta đi làm được lương tháng sao mà người ta làm càng ngày càng lên. Sao mày làm gì mày nói 7-8 năm nữa mày không lên? Cây không đúng rừng, tai của người ta là đàn hát cầm micro, tía cho đi vô cầm xẻng, cầm đục, cầm dùi cui thì làm sao làm được. Đúng rồi tía. Ngày xưa ông nội nói gì tía nói gì với ông nội, tía dám nói tía không biết đờn đi. Nè tía đờn đi, tía đờn mà bài này đang đúng. Đó thấy chưa. Ê sực hệt quá đi. Ước mơ của tía biết bao nhiêu năm nay vẫn còn. Vậy sao tía cấm ước mơ của tụi con? Tía không hề cấm cái niềm đam mê của mày. Mày muốn làm gì thì mày làm. Ở trong nhà, trong cửa mày muốn làm thì mày làm. Mà bước ra đường làm ơn, làm phước giùm tao. Đi ra đường làm ông này bà nọ, làm cho tao nở mày nở mặt cho tổ tiên nhà mình. Nhưng mà đối với con, cái việc mà được làm đam mê, được hát, được phục vụ mọi người, được làm cho mọi người vui, mọi người giải trí là niềm hạnh phúc của con. Chứ bây giờ con đi làm ông này bà nọ, chứ được ông này bà nọ thì đâu nói gì đâu. Mà đi làm cả chục năm người ta đưa con cháu người ta làm không à. Còn tới mình suốt đời mình toàn làm nhân viên. Làm ca sĩ diễn viên có bị gì đâu ba. Làm ca sĩ diễn viên cũng là con người, cũng làm ông này bà nọ vậy. Đâu có làm con chó con mèo đâu. Cũng được đi xe hơi, cũng được ở chỗ sang trọng vậy ba. Mày đã từng bao giờ mày suy nghĩ là mày cầm cây đờn mày hát mà một ngày nào đó mày nổi tiếng chưa? Mày nổi tiếng đi, rồi mày thấy là cuộc sống của mày sẽ bị người này người kia để ý tới cái cả việc mày chọn vợ chọn chồng, mày ngồi ở đâu, mày ăn cái gì, mày làm cái gì, mày cũng phải chiều theo ý công chúng. Dạ tía, ở đây trong quán này bỗng nhiên một ngày tao nằm xuống, mày
dám bỏ hát, mày về với tao không? Con bà Chính có làm nghệ sĩ không? Mà cả cái xóm này đều chăm chăm vô gia đình người ta, không phải riêng nghệ sĩ. Cái thứ hai nữa, má mất lâu rồi. Tía với con ở đây, tía gầy dựng quán nuôi cho con ăn học. Con phải có trách nhiệm là lớn lên, thứ nhất sống với đam mê, thứ hai là phải nuôi được tía, phải gầy dựng được cái quán này. Dạ con xin lỗi tía, mới nãy con nói đúng cái ngày chết của tía, đáng lẽ con không nói. Nhưng mà tía biết á, cái ngày mà tía nằm xuống á, tía nói gì với con? Tía xin lỗi con. Cái câu đó tía xin lỗi con cũng giống như cái câu mà tía đang thay mặt ông nội xin lỗi tía vậy đó. Tía nghĩ những cái đó là an phận, là chắc, để cho có cuộc sống đàng hoàng, thoải mái. Nhưng không phải. Tía ơi, bây giờ ông nói nè, qua đây. Bây giờ ông nói nè, hai đứa con, kể như hai là một đi, kể như một là hai nè. Tụi con hứa với tía, tụi con sẽ ráng cố gắng, cái nghề nào cũng là một cái nghề, không bao giờ làm cho tía mất mặt. Dù làm nghề nào, con cũng sẽ làm một cách lương thiện, một cách chân chính, kiếm tiền để lo lắng cho tía. Tại vì tuổi già rồi tía. Con đã nói rồi, 8 năm nữa chết rồi. Mày mày nói mày con tao, mày mày chù tao chết hoài đó. Tía biết làm sao mà 8 năm nữa tính mất không? Sao vậy? Cứ bị dằn vặt á. Đúng rồi, tại con thấy nhiều lần tía canh con ngủ, tía ôm cái đàn nè, rồi xong tía thấy con giật mình dậy, xong tía cất cái đàn mấy lần rồi. Trời, con nhà người ta, người ta muốn nghỉ thì nghỉ. Con tao kệ, con tao nó muốn sao muốn. Dạ, là, tía nói vậy nha. Tía nói vậy nha, hồi đó tới giờ từ nhỏ tới lớn, trời ơi con ta giỏi quá con. Ta cho con biết con người ta là con này. Thì con người ta là... con người ta, con người ta, cái con nó ám ảnh cho con lắm chứ. Đúng rồi tía. Thì con người ta, con mình thôi, con nhà mình, biết nhà mình rồi, biết con nhà mình thôi. Dạ đúng rồi đó. Không có lo tới con người ta nữa. Con nhà mình nó làm gì cũng giỏi, làm gì cũng được, được chưa? Dạ đúng rồi. Rồi. Thôi được rồi, đã đến giờ con đi về. Đứng đây xíu nó mệt lắm. Tao thách mày về bằng cách nào về được đó. Cái lỗ của con đâu được. Mày kiếm cho được cái lỗ thì mày chui về nha. Mọi ba. Cái gì? Trời, biến mất tiêu thiệt luôn. Trời, cái gì ta? Wow, dở nha, con đều được hát nha. Yeah, chúc mừng Bimax đã hoàn thành xong cái thử thách của mình trong cái chương trình Thực khách bá đạo ứng tác hắc não. Cảm giác của Bimax bây giờ như thế nào ạ? Cảm giác Bimax rất là vui vì được tham gia thử thách cùng hai anh. Và cũng không biết sao, chắc hồi nãy hai anh cũng đỡ em rất là nhiều trong những cái tình huống thật sự là cũng khá là khó, tại vì em cũng không có biết được là mình sẽ phải làm cái gì hết á. Cái đầu tiên á là cũng rất là hạnh phúc và vui á, giống như Bimax nói á là lâu lắm rồi anh em mới diễn chung luôn. Và thứ hai nữa là nghĩ rằng trong cuộc đời chắc Bi sẽ chưa bao giờ được dính cái hoàn cảnh này, đúng không? Hoàn cảnh này cũng khó xử luôn á. Em thì được ba mẹ hỗ trợ cũng như là ba em rất là hiểu cho em. Khi mà em vừa nói là con thích làm nghệ thuật là ba mẹ ủng hộ, ba mẹ tạo điều kiện cho mình để mình thực hiện được cái đam mê của mình. Trong cái tình huống thì Thì cảm nhận là Bi mắt hoàn toàn không có gọi là không có, chưa có trải cái vụ này. Hồi đó giờ ba mẹ là ủng hộ quá mà bọn này là phản đối, mà hên rằng hôm nay vô thanh vàng đóng vai ông ba chứ đưa 2 triệu đóng vai ông ba là tới số rồi. Là sẽ rất khó khăn. Mình đưa ra quá nhiều cái khúc mắc á, mình lại sợ nhiều bạn sẽ cảm thấy e ngại với cái con đường làm nghề. Giống như 2 triệu á thì 2 triệu bị một cái là ngày xưa ba mẹ không cho đi theo nghề này, bởi vì nói là cái lương nó không cứng. Cuộc sống nó bấp bênh lắm. Khi mà mọi người coi cái tiểu phẩm hoặc là nghe Hải Triều, Dương Thanh Vàng cũng như Bimax chia sẻ về cái nghề á, thì mọi người có thể là bị e ngại với nghề này, nó có thật như vậy không hay là sao. Khi mà chúng ta có một cái sự kiên trì nè, hoặc là một cái sự phấn đấu, nhưng phấn đấu phải là khôn ngoan sáng suốt, là coi mình có hợp với cái nghề đó hay không. Đúng chứ rồi. Đừng có mà
mình cảm nhận mình đang phấn đấu nhưng cuối cùng thật sự là mình không hợp với cái nghề đó mà mình cứ theo đuổi hoài là không được, đó là mới là sai. Hồi nãy trong vở kịch bạn nhắc rất là nhiều con nhà người ta đi mát ở gia đình thì thấy gia đình hạnh phúc, nhưng mà có bao giờ bị so sánh nhiều chưa? Cũng có đã. Ủa sao con nhà người ta mỗi lần đi học phụ huynh về là có gia đình hai luôn vậy. Quậy, sao mày quậy vậy? Ủa sao nguyên một cái bảng tên sao không có tên mấy đứa kia, có mình tên con vậy? Tại vì hãy tự nghĩ cụm từ con nhà người ta dễ thương. Dễ thương không ạ? Tại vì nếu mà chúng ta hiểu kỹ hơn cái vấn đề con nhà người ta, chứ con nhà người ta là một cái cụm từ để cho dễ hiểu thôi. Nếu mà nói sát nghĩa về cái tính tình, đó là tính ganh tị của con người á mọi người. Đôi khi á là trong cuộc sống á, đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ, khi mà đẻ ra một đứa con nuôi nấng lên, trưởng thành lên, thì sẽ đặt những kỳ vọng vào trong đứa con đó. Cho nên là thấy nhiều lúc mà cái kỳ vọng của mình quá lớn mà đứa con thì lại nó không đáp ứng lại được đúng những cái kỳ vọng đó, hoặc là nó làm không tới. Thế là phải có một cái gì đó để thúc đẩy nó lên. Lúc đó là lúc mà người ta lôi con nhà người ta ra, mặc dù con nhà người ta là một danh từ mà nó vô hình, không biết ai hết, nhưng vô tình không phải là thúc đẩy cho con mình mà thúc đẩy cho chính cha mẹ để làm gì? Để lấp liếm đi sự kỳ vọng của mình cho con mình mà con mình chưa làm được. Và nghe từ con nhà người ta xong là bị áp lực á. Áp lực mà áp lực tới tức tối luôn á. Con nhà người ta là một điểm rất tiêu cực. Nói chung là ngày hôm nay rất là cảm ơn VMAX đã dành thời gian để tham gia chương trình Thực Khách Bá Đạo cùng với Hải Triều và Dư Thanh Vàng. Mong rằng là lần sau sẽ gặp được VMAX nữa, thì Hải Triều và Dư Thanh Vàng cũng như ban biên tập sẽ dành cho BMAX một cái chủ đề thật là hút bố tiếp. Dạ. Chứ này thật sự nói cũng dễ với BMAX ha. Dạ cũng dễ, tại vì đa phần là anh Khoa ở tương lai giải quyết hết trơn. Khoa hiện tại mình có biết gì đâu. Tức ghê á, thật sự. Phải rồi. Biết vậy bên này đóng ông ba rồi vui rồi. Đúng rồi, biết hết rồi, mình đâu có biết gì đâu. Đánh tại chỗ đã đập vỡ cái đài, tao hát lại đập vỡ cái đài. Rồi ơi, hay ho quá. Chương trình Thực Khách Bá Đạo Ứng Tác Khác Nào đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 20 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên hệ thống MyClip, mạng xã hội video nơi chia sẻ và đăng tải những video clip đặc sắc hấp dẫn mỗi ngày. Và đồng thời cũng được phát trên kênh YouTube của MTV Media cũng vào lúc 20 giờ thứ sáu hàng tuần. Và Hải Triều, Dương Thanh Vàng, Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.